Trưởng lão Thích Thông Lạc. Các con biết khổ là tại tập cho nên lũ lụt, bởi vì sao là cho nên lũ lụt bão tố điều là nếu mà mọi người đều sống như năm giới thì không có bão tố. Tại sao bão tố mấy con thấy nó hiện ra chỗ này mà rồi sao nó bị tẹt lên mà sao nó bị thắng vậy? Phải thấy vậy, tại chỗ này nó có thiện gì đó, từ từ thiện chạy. Mà nếu không khéo ở đây là má một cái nó quay lợi á. Không, phải nói thật hả? Từ trường ác nó gặp cái ác nó hút cứ tấm thiện thì nó còn cho đây. Cái nơi nào mà cái người thì ở gì còn cái nơi nào mà cái ác coi chừng thì dùng mà bắt cá lúc nào cũng giết hại là cái dùng đó là dùng chết. Thầy nói mà cái dùng mà ở sông ở biển mà chài lưới cái dùng đó là dùng chết. Cái dùng ở nước mà đi săn mà thú vật chỉ gặp rồi thì đó là thứ mà nó sẽ sắp nhà sắp sửa của anh như hơi nhiều thì bắt đầu nó lỡ núi chứ gì nhà cửa mấy cái ông đồng bào thượng ở đó thì săn bắn ăn thì nó tụt xuống hố chứ không. Thì hiện tượng bây giờ mình thấy rồi còn sống như bình thường mà. Có cái gì vậy nhất là nó đừng bị phạt chứ không bị phạt chứ không bị phạt cho nên thì rồi thầy đi họp với mặt trời nó sẽ xào nó là khổ quá đi nó tin linh này đúng rồi thầy nó nói tin linh này tôi nhiều lắm mà ở đâu cũng vậy tin linh tôi quá đi cho nên tin linh nó mới yên đi như thế này không kéo nó ngập lụt hết nó không đủ không bảo nhưng mà nó ngập nó cũng hư hại không thể thấy lực lượng mình cũng hư hại tới bây giờ cũng thấy mấy con đi vô cái vùng này cái chùa đó đó là thầy nói tôi là thầy niệm tu gì vậy thì thời trước cái tất cả cái gì nó cũng bị ảnh hưởng qua cho nên ví dụ như một người ở trong gia đình mà trong gia đình có năm người mà chỉ một người làm việc nó đã tạo cái duyên thì duyên đủ cho gia đình nó rất là thầy nói một người thôi một người giữ giới cho trọn vẹn nhưng mà không ngờ trong gia đình những người khác tuy là họ không giữ giới nhưng họ được đạt được tích cực tai đạo và được điều xảy ra cho gia đình chỉ có một người thôi mà nó lôi hết cả cái gia đình làm một người làm thiện mà nó chuyển cả cái ác của cái trường hiệu quả đó mà nếu mà trong năm người ở trong gia đình mà luôn xuất hiện với nhau hết không tai họa không tai nạn không tai nạn giao thông gì phải là cho gia đình bệnh tật nó không đào trời biết đầu ra kia không mới xả vô xong cái hết khỏi thì xong nó đào sơ nó đào cảm nó đào này kia nhẹ nhàng thôi nó cũng đau đau ở trong cái thân mình không có được thay vì cái nặng thì nó làm nhẹ dạ nó làm cho cái cả gia đình yên ổn không còn đau cái còn nó đau nặng nó đi nhà thương bác sĩ hộ sẽ già già đau hộ thì này thằng nó sẽ tiêu rồi do lắng đâu có phải ông lo không mà cả gia đình như không nhưng mà mình xuất hiện rồi thì không lo nữa cho nên mấy con nhớ là thầy chỉ biết lệ và tiên lên mấy con thấy ở gia đình có yên nó còn cứ đến đây thì thầy con ngại của cô không cho một cách ở thì lại mà có gì mấy con ạ là cho đến hai con tu vậy thầy dạy chỉ dạy đến con thì thầy hướng dẫn con cách thức ở cái đó là cái gì không phải phá gì cái này thì đem lại đem lại không có cần con có gì rồi ở gần với thầy cứ hỏi thầy bất tùy lúc nào giờ nào ví dụ như mấy con ở đây đi có uống thì nó không nói uống con tu bây giờ nó bị hôn thành như vậy á và nó bị tưởng như vậy thì thành gì nó hiểu ra vậy muốn nói với thầy con mà con thiếu để con trình bày lại thầy sẽ làm thầy giờ mình xả ở đây thầy biết liền hỏi là thầy biết ở chỗ nào rồi thầy đến bây giờ con phải ngồi đây tu
thì thầy họ lại không tắt đi. Họ đứng rồi thì không tắt thì phá được chưa? Phá được rồi, thôi thì về. Còn nữa thì tôi đi. Hôm nay mấy con thấy yên tâm. Có thầy, thầy nói thật sự mấy con biết gì mà có thầy ngồi thì mấy con sẽ. Bây giờ hôm tập thì như một cái cuộc đua trước có thầy ngồi đó là cũng sẽ tập. Sợ mấy con, họ không có thầy nó gục. Thấy thầy nó sợ. Thank you.
đó cũng có cái nó giận dữ vậy đó. Cái từ đường của con á, khi mà con tức giận la lên tiếng, nói những lời nói không giữ con, thì cái từ đường đó con tương đương như thế, con còn sống như vậy được. Nhưng mà cái cứ mỗi một lần vậy nó quân vô một cái thân của con nhiều lần như vậy, thành một cái khối thân của con nhiều, con hiểu không? Cái khối thân nhiều lần mà quân vô vậy gọi là nghiệp lực của con. Đó là chờ khi con bỏ cái thân này đó, cái lực thân đó đó tương ứng với người nào sân như vậy thì mà nếu mà không có con người thân như vậy thì thân nó sẽ thành con ác thú. Chính cái sự cái nghiệp đó nó sẽ tương ứng với một loại thú vật giữ thân thì nó phải giữ thôi, mà nó giữ thì nó phải sinh lại. Một con thú vật nào giữ nhất ở trong thế gian này ấy, thì cái nghiệp của con nó giúp con chết cái thân này rồi thì con không có thành con người đâu đó, mà con thành con ác thú. Như vậy là một người không phải tái sanh như vậy thì mà nó nhiều người trong cái khoảng thời gian mà con tạo ra, mình đang sống là mình đang sống tạo ra một mình vẫn tạo ra cũng như một cái cây nó đang sống, nó vẫn ra trái hoài cho đến khi mà nó chết cái mùa cuối cùng của nó chết cái cây đó thì nó không mùa trái nữa, nó thấy rồi chưa? Đó, con thấy nhân quả của con người với nhân quả không mộng nó tương ứng với nhau, chết nó giống nhau. Thế đâu có nghĩa là tôi có linh hồn thì tôi tái sinh con người thôi, con này nghiệp lực tôi giận một cái là nó thay à, tôi cầm cổ tôi cắt con gà thì đầu kia nó sinh con gà chứ đó, để người ta cắt cổ cái từ đường ác tôi nè, người ta cắt cổ gà đó. Nếu mà cái điểm dự thế giới mình có 3 tỷ người, nếu mà theo lực linh hồn của mình thì nó cũng phải vòng vòng phải vậy, nó là 6 tỷ người, là 8 tỷ người. À, như vậy xác định là không phải có một linh hồn. Yeah. À, linh hồn tái sanh thì bây giờ có 3 tỷ, thì bây giờ nó phải sinh 3 tỷ thôi chứ sao lại nó lại linh hồn đâu mà thấy? Không lẽ thì có đời nào mà xuống đây được? Con người cũng gì luôn, từ con gà điều hoa hoàn toàn mà áp chừng nào thì người ta lại sống, người ta lại nuôi, bởi vì để thiên nhiên dễ quá cho nên người ta tạo ra trại chăn nuôi heo gà bò dê để rồi cắt cổ giết, nhưng mà không ngờ những từ đường ác của mình hết. Chứ đâu phải là con bò sanh răng bò, nếu mà không có những cái từ đường đó thì bò ác